Xin chào mọi người, đợt này thì cái lô xe của mình về nó có khá là nhiều mấy cái dòng gian. Vì thế hôm nay trong video này mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu cái chiếc xe gian cho mọi người xem. Dòng gian ngày hôm nay thì nó có cái màu sắc rất là bắt mắt, nhưng mà cái size của nó thì tương đối thấp. Xe này thì chỉ có size là XXS thôi. Và bây giờ để mình tìm một số cái thông tin của nó cho mọi người xem, để mọi người có thể biết được là một chiếc xe mới nó như thế nào, và chiếc xe của mình đang sở hữu, hoặc là mọi người đang nghiên cứu một chiếc xe ở nơi nào đó giống như vậy, nó ra làm sao, để mọi người có thể nắm được những cái thông tin và so sánh rồi tìm được một cái chiếc xe ưng ý nhất cho mình. Với những cái phiên bản những năm khác nhau thì xe nó sẽ có một chút những thay đổi. Như mọi người thấy là cái chiếc xe này thì nó sẽ có cái ghi đô mô tăng với lại cái cọc yên á, màu đen. Nhưng sẽ có những cái phiên bản như cái phiên bản này là ghi đông mô tăng với lại cái cọc yên nó màu nhôm trắng, giống với chiếc xe mình đang có ở đây. Và mấy cái phiên bản này thì tùy vào những năm khác nhau nó sẽ có một chút thay đổi như vậy. Chứ thật ra về cấu hình và những cái chất lượng của chi tiết phụ tùng nó sẽ không có khác biệt gì nhiều. Ngoại hình của chiếc xe này, ngoài cái việc là nó có cái size thấp thì nó có cái màu sơn á, rất là bắt mắt. Màu này thì bên mình đã có tút nhẹ lại rồi, và trên xe sẽ không còn vết trầy xước nào cả vì bên mình đã cho tút lại cái màu sơn. Cấu hình thì xe nó có 3 dĩa và 8 líp. Nó sử dụng cụ đề là nó sử dụng cụ đề là X-RAM. Và cái líp ngoài sau mọi người thấy đó, những cái bánh răng líp nó còn rất là to, nó chưa có bị nhọn. Bị nhọn là nó sẽ bị mòn nhiều, nhưng mà xe này nó chưa có bị nhọn ở cái bánh răng líp với lại cái bánh răng dĩa. Vành đèn của nó là vành đèn nhôm hai lớp, có đóng cái chữ Escape ở trên xe. Cái hai bên của cái vành này nó chưa có bị khuyết vào nhiều. Nếu mà mọi người mua xe, mọi người để ý kỹ, có một số nơi họ bán mấy chiếc xe hai bên cái má của cái vành nó sử dụng nhiều, người ta phanh nhiều, nó bị khuyết lõm vào bên trong luôn. Và những cái vành đó sử dụng không có lâu, sử dụng chưa gì hết là nó đã bị hỏng rồi. Cấu tạo khung sườn là khung sườn nhôm, càng xe thì nó bằng thép. Và tổng trọng lượng của xe này cũng tương đối nhẹ, chút mình cân cho mọi người xem. Ở đây nó có để xay là XXS này của hãng Gian thì nó tầm khoảng chừng 38. Nhưng mà để một tí mình đo thực tế cho mọi người xem cho dễ hiểu, cho rõ hơn. Trên xe nó có đóng cái dòng chữ Made in Taiwan, nghĩa là xe này nó được gia công là ráp tại Đài Loan. Nhiều người không biết thì nói là mấy cái xe này, xe mới trên thị trường trong thùng người ta bán có 5-6 triệu, mà xe cũ này mà lại tới 6 triệu mấy, gần 7 triệu. Thì đó là do nó có hai cái phiên bản khác nhau. Phiên bản mà mình giới thiệu cho mọi người xem ở đây là phiên bản xuất Nhật, phiên bản Nhật bãi, đã có sử dụng rồi và được kiểm định rồi ở thị trường Nhật, chứ không phải mấy cái xe mới trong thùng. Mà những nơi bán xe họ nói là đây là xe phiên bản xuất Nhật, nhưng mà nó đã có được xuất đâu, đâu có ai kiểm tra, kiểm định cái vấn đề đó. Còn xe này thì mình nhập từ bãi Nhật về, nó đã được sử dụng rồi tại thị trường nội địa Nhật. Trên xe nó cũng còn mấy cái tem nội địa tại Nhật, cho nên là mọi người cứ việc yên tâm về cái phần chất lượng. Ống đứng của xe mình đo thực tế thì nó là 38, còn cái phần ống ngang nó tầm khoảng chừng 50, nên xe sẽ hợp với người dùng cao tầm khoảng từ 1m55 đến 1m65 trở lại. Cọc yên hiện tại là mình đang kéo để cho người 1m65 sử dụng. Tổng trọng lượng của xe này thì chỉ có 11kg thôi, tương đối nhẹ. Và mình thấy chiếc xe này thì nó sẽ rất là hợp với nữ. Người dùng là nữ thì đi xe này khá là đẹp. Với đầu tiên là cái màu sắc nè, nó khá là bắt mắt. Thứ hai là cái size của nó rất là thấp. Đây là ngoại hình phía bên còn lại của chiếc xe. Bên đây thì cũng không có nhiều chi tiết để mà mình nói với mọi người, tại vì nãy giờ mình nói cơ bản nó cũng đầy đủ hết rồi. Màu sơn có tốt, toàn bộ phụ tùng là zin theo xe. Yên là yên zin nhưng mà đã bọc lại da, ghi đô vô tăng bằng nhôm. Bộ rúp của nó sử dụng cụ đề X-RAM. Và sơ lược video là như vậy. Nếu mà mọi người xem video này, nếu còn thắc mắc gì thì có thể alo cho mình vào số điện thoại ngay góc màn hình, rồi mình sẽ tư vấn cho nó cụ thể hơn cho mọi người. Khi xem video, nếu mọi người cảm thấy thích cái cách mà mình giới thiệu cũng như thích những cái sản phẩm bên mình thì cứ ấn đăng ký kênh YouTube Xe đạp 10B để xem thêm nhiều những mẫu xe khác mà mình giới thiệu. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.